Rồi, chào các bạn. Bây giờ chúng ta đi đến phần cuối cùng trong loạt bài số 2 hôm nay. Thì là chúng ta sẽ học phần Baragi yonsep, luyện tập nói nha các bạn. Thì hôm nay chúng ta đã học hai ngữ pháp là gì các bạn? Các bạn nhớ không? 무슨 문법을 배웠어요? 이 과에서. Các bạn nhớ không? Ngữ pháp mà chúng ta học là gì? Ngữ pháp gì? Bất quy tắc với siêu hột đúng không? Ngữ pháp này là gì? Các bạn nhớ không? Những cái từ có sờ đúng không? Thì chúng ta khi chia chúng ta phải nhớ là gì? Cộng với cô thì là bình thường, cộng với những ngữ pháp khác thì bình thường như sao? Cộng với ngữ pháp có ư mi hơn, ví dụ ư chẳng hạn, hoặc là gì? A tho, o tho, a yo, o yo thì chúng ta sẽ phải bị gì? Biến mất nó đi đúng không? Mình sẽ phải bỏ nó đi. Rồi ngữ pháp số 2 là gì? Ngữ pháp a so yo, o so yo để mà nói một cái tuôi câu đúng không? Khi mà nói về một cái nguyên nhân nào đó, vì, tại vì đúng không? Ok, vậy thì bây giờ chúng ta sẽ đi theo dõi một đoạn video toàn bộ những ngữ pháp mà chúng ta học ngày hôm nay. Thì các bạn nhớ theo dõi và quay trở lại cùng với cô nhé.수민 씨, 어제 왜 전화 안 받았어요? 어제 전화했어요? 미안해요. 요즘 일이 많아서요. 무슨 일 있어요? 승윤 씨가 학원에 안 와서 걱정했어요. 사실 좀 아팠어요. 그런데 이제 다 나았어요. 걱정해줘서 고마워요. Rồi bây giờ thì cô với cùng các bạn sẽ đi gì lặp lại cái đoạn hội thoại này đúng không? Ở đây là gì đây? 영상에서 본 내용을 완성하세요. Các bạn hãy hoàn thành cái nội dung mà các bạn đã nghe được trong cái video đó nha. Thì cô sẽ ghi dây cho các bạn nhé. Thì đây, bạn Chiên, đúng không? Và một bạn nữ nói chuyện với nhau đúng không? Là bạn nào đây? Bạn Sưng Yun đúng không? Bạn Sưng Yun, Sưng Yun Xi, oje we chonhoa an ba ta seo. Bạn Sưng Yun, tại sao hôm qua bạn không nhận điện thoại của tớ đúng không? Chonhoa đi, đúng không? Khi nói thì bỏ đi được. Chonhoa đi, ha ta là gì? Gọi điện thoại đúng không? Chonhoa đi, bạt ta là nhận điện thoại nha các bạn. Như là gì? Chonhoa đi, an ba ta ta. Không nhận điện thoại. Tại sao hôm qua bạn không nghe điện thoại của tớ? Thì bạn ấy bảo là gì? Oje chonhoa hetsoyo. Đấy chưa? Chonhoa ha ta. Hôm qua bạn gọi điện thoại cho tớ à, đúng không? Miyaneyo, xin lỗi bạn. Yozumi đi, bạn ta. Các bạn có nghe được không? Rồi các bạn nghe đi, các bạn nghe rồi đúng không? Các bạn có nhớ không? Đúng rồi, đây là gì? À, yozumi đi bạn na seyo. Bởi vì dạo này tớ có nhiều việc lắm. Musen i isseyo? Bạn có việc gì à, đúng không? Musen i đi đúng không? Musen i đi isseyo. Đúng rồi. Thì bạn chiên bạn bảo là gì? Seungyoon si-ga hagwon-e an wa-seo geokjeonghaesseoyo. À, bạn Seungyoon thì sao? Vì không đến học, đến trung tâm học đúng không? Nên là tôi rất là lo lắng đúng không? Có một cái gì đấy rất là gì nguy hiểm đấy đúng không? Cảm giác như là bạn chiên này, bạn ấy thích bạn Seungyoon thì phải đúng không? Các bạn cảm giác các bạn có thấy không? Rồi thì bạn ấy lo lắng cho bạn Seungyoon đúng không? Thế là bạn Seungyoon bạn bảo là gì? À, sa실 좀 아팠어요. Thực ra đúng không? Thực ra là tôi hơi bị ốm một chút đúng không? Hơi bị đau một chút. 그런데 nhưng mà 이제 다 낫다. Các bạn nghe được chỗ này nghĩa là gì không? 이제 nhưng mà bây giờ thì 다 낫어요. Bây giờ thì đã khỏe rồi. Chủ đề của chúng ta hôm nay đúng không? 이제 다 낫어요 đúng không? Khỏe rồi. 자, 걱정해줘서 고마워요. 걱정해주다. Làm gì đó đúng không? Giúp cho ai đúng không? Cảm ơn bạn vì đúng không? Vì đã lo lắng cho tớ đúng không? Ok, vậy mình thấy không? Nội dung của bài này rất là dễ đúng không? Bởi vì mới bài đầu thôi mà. Ok, vậy bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần tranh lại cái nội dung của đoạn hội thoại này nha các bạn. Đi đây, 영상의 내용으로 다음 물음에 답하세요. Trả lời câu hỏi sau nha. Dạ, 맞으면 오. 맞다. 맞다. Nếu mà đúng thì ô, đánh dấu ô vào. 틀리면 틀리다. Sai thì đánh dấu x vào nha. 하세요. X 하세요. 자, câu số 1 nào. 지은 씨는 승윤 씨하고 어제 전화했어요. 자, các bạn. Hôm qua thì sao? Bạn Chiên, bạn ý đã chó noa là gì? Đã gọi điện thoại hay gì? Nói chuyện điện thoại đúng không? Với bạn Sương Nhung. Có phải không các bạn? Hôm qua bạn Chiên sao? Bạn ấy gọi điện thôi nhưng mà bạn Sương Nhung có bắt máy không? Đúng rồi, bạn Sương Nhung bạn ý không bắt máy. Cho nó ám bắt đắt rồi đúng không? Thì sao? Câu này là sai. Thế sao? Chiên xí ca. Cho nó hết rồi. Nhưng mà sao? Sương Nhung xí ca.
전화 안 받았어요. 이거? 뒤 câu này là sao nha các bạn. Rồi, vậy câu số 2 nào. 승윤 씨는 이제 안 아파요. Bạn 승윤 bây giờ thì không bị ốm nữa, không bị đau nữa, có phải không?